Xin kính chào quý vị và các bạn. Ba biên tập chương trình xin được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Liên quan đến vụ 4 tàu cá của tỉnh Quảng Bình gặp nạn trên biển, lãnh đạo Chi cục Thủy sản Quảng Bình cho biết, đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng xác định có một ngư dân tử vong và nhiều người vẫn còn đang mất tích. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Cục Thủy sản Quảng Bình, hiện chưa có báo cáo chính thức về vụ việc cũng như số lượng ngư dân mất tích. Các lực lượng liên quan đang tích cực phối hợp tổ chức tìm kiếm các ngư dân mất tích và sớm có thông tin chính thức. Trong đêm 3 tháng 5, tàu cá số hiệu QB98614TS của ông Phan Thanh Hùng, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cũng bị mất liên lạc trên tàu có 5 thuyền viên. Trong khoảng thời gian này, tàu cá số hiệu QB98768TS của ông Lê Văn Chiến, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, xuất hiện tại cửa danh với 5 thành viên thì gặp nạn bị chìm. Sau đó tàu cá QB98770TS của ông Nguyễn Văn Phương ở phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn phát hiện sự việc và tiếp cận hiện trường, cứu 5 thành viên trên tàu gặp nạn. Cũng trong đêm 3 tháng 5, tàu cá QB93712TS do ông Phạm Văn Trung, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, làm thuyền trưởng ra khơi đánh bắt hải sản. Trên tàu có 7 thành viên sau đó gặp nạn bị chìm. 7 thuyền viên trên tàu may mắn được tàu cá QB 92101TS do ông Nguyễn Văn Sửu, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch cứu vớt, sức khỏe bình thường. Trước đó, khoảng 11 giờ 45 phút ngày 4 tháng 5, 5 ghe và hai thuyền thúng đang hoạt động đánh bắt hải sản tại khu vực Mũi Đá Đen, vùng nước Bãi Bắc, thành phố Đà Nẵng, thì gặp nguy hiểm do dông lốc bất thường. Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng điều tàu mang số hiệu BP 81101 và 9 cán bộ chiến sĩ của hải đội biên phòng 2 do thiếu tá Phạm Trung Hiếu, hải đội trưởng trực tiếp chỉ huy ra khơi cứu nạn. Đến 12 giờ 30 phút ngày 4 tháng 5, tàu của hải đội biên phòng 2 tiếp cận được các phương tiện gặp nạn và đưa một số ngư dân bị say sóng lên tàu để chăm sóc sức khỏe. Hiện tàu của hải đội biên phòng 2 lai dắt và hướng dẫn các phương tiện về bờ an toàn.